mắt chúng ta là thành phố San Francisco. Đối thành phố San Francisco. Bây giờ tôi nói thêm một phần phụ lục đi rất là hay. Tức là nhịp cầu phía Tây, tức là nhịp này được thắp sáng từ lâu. Bằng những bóng đèn treo dọc theo đám. Mãi cho đến tháng 3 năm 13 thì một sự kiện là bắt đầu. Cầu bay được thắp sáng vào ban đêm từ 7 giờ chiều cho đến 2 giờ khuya bởi 25.000 ngọn đèn LED kết theo những giấy cảm thông rộng, trông rất là ngoạn mục. San Francisco. Bắt đầu vô San Francisco. Một đội chuyên gia nghệ sĩ và công nhân đã phải làm việc vất vả mất 11 giờ vất vả từ 11 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng hôm sau và tiếp tục như vậy trong vòng mấy tháng liền để hoàn thành cái công trình làm cái đèn LED.